Chương trình ưu đãi sốc tháng 9 mua 1 tặng 1 chưa từng có tại Ambe. Tháng 9 tới này là một dịp bùng nổ với hàng ngàn ưu đãi nhân dịp sinh nhật siêu thị đồ đẹp Ambe. Mua 1 tặng 1 với nhiều sản phẩm độc đáo đến từ các thương hiệu đình đám. Bạn đã sẵn sàng cho cuộc đi săn này chưa? Cùng khám phá sự kiện tới này qua video dưới đây nhé! Ambe Shop quyết định tung ra chương trình mừng sinh nhật, nhận quà cực chất vào tháng 9 tới đây. Đây cũng chính là một chương trình đặc biệt như một lời tri ân tất cả các khách hàng đã ủng hộ Ambe trong suốt thời gian qua. Quý khách đã cho chúng tôi rất nhiều và chúng tôi mong muốn quý khách cũng nhận lại được những điều xứng đáng. Với ưu đãi sốc mua 1 tặng 1 chưa từng có từ trước đến nay, hứa hẹn đem đến cho bạn những trải nghiệm tuyệt vời với những sản phẩm chất lượng mà giá lại vô cùng hạt rẻ. 1. Bật lửa đẹp độc đỉnh cao. Sản phẩm đầu tiên trong chuỗi ưu đãi này phải kể đến bật lửa. Siêu thị Ambe nhỏ bé nhưng chứa đựng cả bộ sưu tập máy lửa với chất liệu từ nhựa cao cấp đến kim loại sang trọng. Mỗi sản phẩm mỗi hoa văn khác nhau, khách hàng có thể thoải mái lựa chọn. Còn chần chừ gì nữa mà không nhân cơ hội mua 1 được 2 này để sở hữu em nó cơ chứ. 2. Phụ kiện xì gà. Đây là một tin cực vui với tín đồ xì gà. Bất kỳ ai chơi xì gà cũng đều phải cần có phụ kiện đi kèm. Vậy thì tại sao không tới ngay Ambe mua để nhận được thêm một món quà, thật tuyệt vời phải không? Tại đây Ambe có đa dạng các sản phẩm phụ kiện với chính sách hỗ trợ vô cùng tốt đang chờ đón bạn. 3. Phụ kiện đồ da nâng tầm đẳng cấp. Tiếp theo không thể không kể đến phụ kiện đồ da. Với phong cách hiện đại, Ambe Shop sẽ mang đến cho bạn đẳng cấp hơn bao giờ hết với thế giới đồ da chính hãng. Bộ sưu tập đồ da đẹp độc tại Shop luôn thu hút khách hàng, không chỉ bởi chất lượng cao cấp mà còn vô cùng quyến rũ từ dáng vẻ bên ngoài. Tại Ambe, phụ kiện được làm từ nhiều chất liệu da khác nhau như da bò, da cá sấu và bạn có thể yên tâm vì chúng 100% là da thật nhé. Ambe không ngừng cập nhật thường xuyên những mẫu mã mới, với đa dạng size, kiểu dáng và màu sắc. Bạn có thể dễ dàng lựa chọn cho mình một phiên bản ưng ý nhất từ cửa hàng. Cũng trong tháng 9 này, Ambe Shop đang dần lên kệ những mặt hàng độc đáo, đa dạng mẫu mã và màu sắc. Những phiên bản giới hạn cũng được góp mặt tại siêu thị đồ đẹp này đó. Bạn đã sẵn sàng cháy ví cho đợt ưu đãi sốc này chưa? Comment thông tin bên dưới video hoặc liên hệ hotline nếu bạn cần tư vấn ngay nhé. Ambe luôn sẵn lòng giúp bạn lựa chọn phiên bản phù hợp nhất. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Ambe. Nhớ nhấn nút đăng ký bên dưới và xem thêm các video mới để ủng hộ shop nhé.